sử dụng pin. Cái này là pin 4A, mình có thể sử dụng pin 2A được. Này cách tháo ra. Tháo pin ra. Lắp pin vào. Ở đây thì khi mà khởi động thì chúng ta nhấn như thế này là không được. Nhấn giữ cũng không được. Cho nên là chúng ta phải vừa nhấn bên đây mà nhấn thêm nút này nữa. Cái này chúng ta có thể là bấm cái nút ngang và cho chúng ta bóp cò và chúng ta giữ luôn. Chúng ta thả cái tay nghe bóp cái nút ngang ra là chúng ta giữ luôn là được ha. Chúng ta không nhất thiết là phải bấm cái nút ngang ngoài để cho nó nhẹ mà không có bị mỏi tay thêm nhé. Cái này anh em mình cố gắng là chúng ta sử dụng cái lưỡi, cái sợi dây á, ngắn hơn 15cm nha. Có là cái sợi dây đừng cho nó quá dài, nó sẽ vướng vào trong cái tấm bảo vệ, nó sẽ bị đánh vô tấm bảo vệ. Chúng ta cắt ngắn lại bớt xíu anh em nhé. Cái này là cái thông báo về cái tiếng ồn của cái thiết bị này là 96 decibel. Quay vào đây cái mã. Cái mã hàng sản phẩm Co Sen 87372. Đây là cái thông số của máy. Sử dụng cho dây cước 1,6mm, phạm vi là 300mm. Đây là tốc độ dòng quay. Rất là nguy hiểm. Thật sự là mới quấn cái vô bụng này. Rồi, ok chưa? Rồi. Cái này thì bây giờ mình có thể là chúng ta bẻ cái cong cái đầu xuống nha. Bẻ cong cái đầu xuống để chúng ta có thể là chúng ta điều chỉnh cái đầu để cho nó cắt, cái lưỡi cắt chúng ta nó phù hợp với cái nhu cầu chúng ta, cái chiều cao, chiều đứng và cách hướng cắt nha. Có thể là cái tay này, cái tay cầm này chúng ta sử dụng bớt thì chúng ta cắt là to lắp luôn bớt chưa, cái này gắn vô một lần thôi bớt. Đối với sản phẩm này mình nghĩ nó phù hợp trong khu vực xung quanh nhà của chúng ta, những cái cỏ nhiễn nhỏ, những cái cây đơn giản, những cái cỏ đơn giản, hoặc là những cái thảm cỏ mà chúng ta trồng để chúng ta cắt tỉa trong những cái khu vực đường đi vân vân, chứ nó không phù hợp để chúng ta sử dụng để cắt cỏ lớn hay là chúng ta chăn nuôi, chúng ta không sử dụng để cắt cỏ đó ha.